Trong câu chuyện về chén thánh, Bespo đã có một cuộc hành trình kéo dài hàng năm trời trước khi tìm ra lâu đài bí ẩn của Anfotas. Cái tên Pascal cũng đưa chúng tôi đến Tây Ban Nha, nơi một vị bá tước Tây Ban Nha có thể là hình mẫu cho hiệp sĩ Pascal. Vị bá tước là một người họ hàng của nhà vua. Tên hiệu của ông là Pascal hay Pascal. Và ông không chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết, tên ông có trong sơ đồ gia hệ. Nhưng còn về những địa điểm được đề cập trong câu chuyện về chén thánh thì sao? Trong nhà thờ nhỏ đã bị bỏ hoang này, hình một cây thánh giá được cầm như một vũ khí được khắc trên tường. Đây là biểu tượng của các hiệp sĩ Templar, những người bảo vệ ngôi mộ Chúa Giê-xu ở Jerusalem và trở thành người coi giữ chén thánh. Tại đây, chúng tôi đã phát hiện ra vài điều rất đáng chú ý. Những tàn tích của nhà tu kín đã thay thế cho công trình kiến trúc được đề cập trong tác phẩm Pisvan có liên quan đến lâu đài chén thánh. Nhà tu kín là đây và lâu đài chén thánh là đây. Mối liên quan giữa hai địa điểm này cho thấy có khả năng đây chính là khu vực đã được mô tả nhiều lần trong bài thơ. Người ta tin rằng lâu đài chén thánh nằm ở đây, ẩn giữa những cánh rừng rậm rạp và mắt thường không thể nhìn thấy được. Chúng tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm trong phạm vi bán kính 20 km xung quanh khu vực này. Ở thời kỳ Trung Cổ, những lâu đài là biểu tượng của sức mạnh và quyền thống trị. Chúng được dựng lên ở vị trí sao cho ai cũng có thể chiêm ngưỡng, thậm chí là từ một khoảng cách rất xa. Lâu đài là công trình kiến trúc đồ sộ nhất mà mắt thường có thể nhìn thấy được từ một khoảng cách rất xa. Giờ đây, khi người ta nói rằng không thể tìm thấy, nhìn thấy tòa lâu đài và lối vào duy nhất chỉ hiện ra ở thế giới bên kia, thì điều này hoàn toàn trái ngược so với những thông tin ngay từ đầu đã được cho là đúng đắn. Chúng tôi đã tính đến chuyện đây có thể là một sai lầm. Thật khó mà tưởng tượng được rằng một tòa lâu đài là không thể nhìn thấy. Chắc hẳn là toàn bộ câu chuyện này chỉ là hư cấu và không có một chút sự thật nào trong đó. Chúng ta đi trên một con đường hun hút dường như không có lối ra và rồi đột nhiên tòa lâu đài hiện ra trước mắt. And here it is. We take a path that apparently leads nowhere and suddenly see this castle before us. Dann plötzlich stehen wir vor dieser Burg. Tại một thung lũng hẻo lánh ở vùng Pyrenees, Tây Ban Nha, có một lâu đài nằm ở vị trí rất khó phát hiện. Đây là tu viện thứ 45 của nhà thờ San Juan de la Pena. Đây là nơi người ta đưa vua Alfonso đệ nhất đến sau khi ông bị thương rất nặng. Khoảng sân trong trông vô cùng ấn tượng. Ở đây ta có một bản sao của những hốc tường dùng làm nơi mai táng ở sân trong của tu viện, và chúng tôi đã tìm thấy những sự trùng hợp thú vị. Mỏ neo được coi như một biểu tượng của Cơ Đốc giáo. Huy hiệu của Pespo cũng là hình chiếc mỏ neo. Vì vậy chúng tôi cho rằng mỏ neo chính là mối nối quan trọng trong một chuỗi rất nhiều các sự việc mà chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu. Barcelona, Tây Ban Nha. Trong một bản ghi chép của hoàng gia ở thư viện thành phố, có những bằng chứng cụ thể hơn về chén thánh. Một tài liệu đã nhắc đến tu viện thứ 45 và một món quà. Món quà là một vật thể được mô tả một nửa bằng tiếng Anh, một nửa bằng tiếng Tây Ban Nha với tên gọi Calisle Dapidum, hay chiếc ly bằng đá. Người ta cho rằng một chiếc ly bằng đá như vậy hiện đang có mặt ở trong một nhà nguyện nhỏ ở San Juan de la Pena. Trong khu vực cổ nhất của tu viện, có nhiều khu hầm mộ được ghép bằng những tảng đá lớn, một nơi lý tưởng để cất giữ chén thánh. Chúng tôi cho rằng chén thánh đã được lưu giữ ở khu vực dưới nắp thấp này, đằng sau những lớp đá, trong hốc tường hoặc trên bệ thờ.
Nhà nguyện được nhắc tới trong tư liệu của bản ghi chép hoàng gia được xây dựng bên trên khu hầm mộ. Kiến trúc của nó giống như một ngôi đền. Đây chính là căn phòng mà Pespo đã tìm kiếm, cũng là nơi được miêu tả như ngôi đền nằm giữa tòa lâu đài trong một tác phẩm văn học viết về chén thánh. Theo câu chuyện đó, khi Pespo đặt chân tới lâu đài chén thánh sau rất nhiều cuộc phiêu lưu, chàng đã chứng kiến đám rước chén thánh. Dẫn đầu là một cô gái đồng trinh cầm chén thánh. Tiếp sau cô là một người gác cổng mang theo cây giáo đã đâm vào sườn Giê-xu, mũi giáo không bao giờ ngừng đổ máu. Một phụ nữ bê những món đồ cúng tiến. Cô mang một chiếc khay, trên đó họ giả định là có đầu của Thánh John, người làm lễ rửa tội cho Giê-xu. Thời điểm này, Pispo đã không giải thoát vua Alfonso đệ nhất khỏi nỗi đau về thể xác. Chỉ trong chuyến thăm long trọng tới lâu đài, chàng mới giải cứu nhà vua. Đây là cánh cửa nhỏ mà Wolfram von Eschenbach đã miêu tả. Sau khi đi qua đây, cô gái đồng trinh đã đưa chén thánh vào đám rước trang nghiêm, rồi ca tụng nó trước vị vua của chén thánh, Anphotas. Vua Anphotas cư ngụ tại đây, trong ngôi đền này và bảo vệ chén thánh. Rất có thể lâu đài chén thánh San Juan de la Pena chính là điểm khởi đầu lịch sử của câu chuyện về chén thánh, và cho đến nay nó vẫn tồn tại trong các nghi thức tôn giáo của chúng ta. Giờ đây, chúng tôi đã tới gần trạm cuối cùng của cuộc tìm kiếm chén thánh, phần kết trong chuyến du hành đưa chúng tôi đến Valencia, Tây Ban Nha. Valencia, Tây Ban Nha. Điện thờ phụ trong giáo đường này có tên là Capilla del Santo Calix, có nghĩa là điện thờ chén thánh. Cho dù các nhà thờ Thiên Chúa giáo không bao giờ chính thức công nhận chén thánh là một di vật thiêng liêng, thì tại đây nó vẫn được trân trọng trong gần 600 năm. Phía trên bệ thờ là một ngăn nhỏ được bảo vệ bởi kính chống đạn. Đặt bên trong là một chiếc ly đã được nói tới trong các tài liệu ở Thư viện Barcelona. Calis Lapidium, chiếc ly bằng đá, hay chén thánh. Nhà khảo cổ học Antonio Beltran đã nghiên cứu chiếc ly và phần đế của nó. Không nghi ngờ gì nữa, chén thánh mà chúng ta biết đến ngày nay cũng chính là chiếc ly ở San Juan de la Pena. Có lẽ chén thánh đã được làm bởi các thợ kim hoàn từ đế chế La Mã ở phương Đông. Phần trên của chiếc ly có nguồn gốc từ Trung Đông. Nó có thể được chế tác tại Alexandria hay Antiochia. Các phát hiện khảo cổ học đều rất thuyết phục. Đây là một tác phẩm trong khoảng thời gian giữa nửa sau thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và nửa đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Về phần thân dưới, phần này được làm bằng đá và tạo nên phần chân đế cho chiếc ly. Có những ký tự Ả Rập được khắc trên đó, và rõ ràng là nó đã có từ thời kỳ trước khi chiếc ly xuất hiện ở San Juan de la Pena. Viên đá này được sử dụng để làm chân đế. Theo như một bài thơ về chén thánh, một dãy ký tự kỳ lạ đã xuất hiện trên chiếc ly. Alapsisilis. Ý nghĩa của những ký tự Ả Rập bí ẩn này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Trong tác phẩm về hiệp sĩ Pispo, Wolfram đã gọi chén thánh là Lapsus Exilis. Rõ ràng đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phiến đá được mô tả như là chén thánh chính là phần đế bằng đá của chiếc ly ở Valencia. Chúng tôi đã tới chặng cuối của cuộc hành trình tìm kiếm chén thánh.
Cuộc hành trình trải dài từ phương Đông đến phương Tây, từ thời kỳ của người Center cho đến kỷ nguyên Cơ Đốc giáo, nhưng không có một kết luận cụ thể nào cho câu chuyện của chúng tôi. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tận cùng những bí ẩn của chén thánh, cũng như ranh giới mong manh giữa hư ảo và thực tế. Những điều tưởng tượng và sự thật lịch sử, chén thánh sẽ luôn luôn tượng trưng cho những điều khác nhau đối với những con người khác nhau. Có một điều chắc chắn là hơn 8 thế kỷ sau khi câu chuyện đầu tiên được viết ra, chén thánh và vua Arthur vẫn tiếp tục khơi dậy trí tưởng tượng của chúng ta, và cuộc tìm kiếm chén thánh vẫn tiếp diễn.